Vâng, xin chào tất cả mọi người. Chào mọi người lại quay trở lại với kênh Xem bóng đá là có tiền của mình. Ngày hôm nay thì mình sẽ nhận định cho các bạn trận đấu giữa các thủ Pháp và các cầu thủ Áo. Trận đấu này thì sẽ diễn ra vào lúc 1 giờ 45 phút rạng sáng ngày 11 tháng 6 năm 2022 thuộc khuôn khổ của Nations League. Anh em cũng biết rằng là ở trong những trận đấu gần đây thì Pháp đang không cho thấy một bộ mặt tốt ở cái cấp đội tuyển quốc gia. Tuy rằng giữ cho mình rất nhiều cái cầu thủ chất lượng, thế nhưng mà trong những trận đấu gần đây thì họ đang dần như để người hâm mộ xa lánh mình hơn. Và chúng ta trước khi đi vào những nhận định chính của trận đấu này thì tiếp tục chúc mừng tất cả những anh em ngày hôm qua đã theo mình những kèo bóng mình đẩy ở trên kênh, cũng như là anh em đã theo mình những kèo bóng ở trong cái nhóm của mình. Ngày hôm qua chúng ta lại tiếp tục một buổi tối rực rỡ với những mã kèo hốt full. Anh em mà theo những cái kèo ở trên kênh của mình thì anh em ngày hôm qua cũng ăn được rất nhiều kèo. Ở trận đấu Tây Ban Nha thì mình đã Bồ Đào Nha gặp thì mình đã cho các bạn đánh, thứ nhất là chúng ta nằm một cái kèo tài góc hiệp 1 này, nằm tài góc cả trận này, nằm bóng Tây Ban Nha cả trận cũng như là bóng Bồ Đào Nha cả trận cũng như là bóng Bồ Đào Nha hiệp 1, thì hôm qua chúng ta full tất cả các cái mã kèo đó. Còn trận Tây Ban Nha thì chúng ta chết đi mất mỡ cái mã kèo tài, thế nhưng anh em chúng ta vẫn húp ở cái trận đó. Và rất nhiều trận bóng khác nữa. Thì anh em nào mà đang chưa có một cái nhóm bóng để kèo 24/7 với một tỷ lệ win cao, chưa có một cái trang bóng chơi uy tín và nạp rút tiền trực tiếp qua thẻ ngân hàng, thì anh em kéo xuống phần mô tả kết bạn qua Telegram hoặc là Zalo với mình. Mình sẽ đưa các bạn vào trong nhóm để kèo cũng như là hướng dẫn các bạn chơi ở trên trang thật là uy tín và là rút tiền qua thẻ ngân hàng. Bây giờ thì cũng nói luôn là rất nhiều anh em không biết là tìm kiếm thông tin liên lạc của mình ở đâu, thì đây mình sẽ giới thiệu cho các bạn là cái thông tin của mình ở đâu. Thì đây trên màn ảnh anh em là kênh của mình, anh em ấn vào kênh của mình của trang chủ thì nó sẽ hiện lên một loạt các cái danh sách video, danh sách phát, cộng đồng, kênh và giới thiệu. Anh em ấn vào phần giới thiệu đó thì nó sẽ có luôn là tất cả các thông tin của mình đây, bao gồm nhóm Zalo của mình này đấy, bao gồm cái link Zalo, link Telegram, rồi bao gồm cả tài khoản donate của mình, rồi là rất nhiều cái thông tin khác nữa. Hoặc là anh em có thể ấn vào phần video, sau đó anh em bật một cái video lên, ví dụ như theo trận đấu ngày hôm qua, sau đó thì anh em có thể ấn vào cái chữ hiển thị thêm này. Đây dưới này, ngay dưới này mình cũng đã để rất nhiều thông tin của mình ở dưới này rồi. Đây là rất nhiều anh em đang không không biết rằng là cái cách để chúng ta có thể có cái thông tin liên lạc của mình ở đâu, thì đó là cái cách thông tin liên lạc của mình. Đây, và đây cũng là một cái kênh phụ nữa của mình các bạn nhé. Kênh phụ nữa của mình đây thì anh em có thể là theo dõi kênh phụ của mình. Bên kênh phụ của mình thì mình cũng có để phần giới thiệu ở đây cho anh em. Đó thì cái phần này thì rất nhiều anh em đang hỏi, thế nên là mình phải trả lời những cái hỏi đáp này cho anh em trước. Sau đó thì bây giờ chúng ta sẽ quay lại những cái nhận định chính của trận đấu ngày hôm nay. Ok, thì chúng ta quay lại với trận đấu ngày hôm nay. Trong thời điểm hiện tại thì ở cái bảng đấu này thì sẽ đang có cái bất ngờ xảy ra khi mà Đan Mạch đang có 2 chiến thắng trong ngay 2 trận đấu đầu tiên. Họ đang có 6 điểm xếp đầu bảng xếp hạng, tiếp đó là Áo. Còn hai đối thủ mà lại được đánh giá cao nhất đó chính là Pháp cũng như là Croatia, thì đang có 1 điểm và chia nhau hai cái vị trí thứ 4 và thứ 3 ở cái bảng đấu này. Trong trận đấu đêm ngày hôm nay, khi mà các cầu thủ Áo sẽ có một trận đấu với Pháp, còn Croatia với Đan Mạch, thì chúng ta sẽ có rất nhiều điều để đáng nói ở cái bảng đấu này. Nếu như đêm nay Croatia giành chiến thắng cũng như là Pháp giành chiến thắng thì cái bảng đấu này sẽ gay cấn hơn nữa, khi mà các đội chênh lệch nhau không quá nhiều về cái thứ hạng và cả 4 đội đều còn cái cơ hội để có thể đi tiếp. Cái Nations League này thì sẽ thi đấu là vòng tròn tính điểm, nhưng mà là lượt đi và lượt về các bạn nhé. Thế nên là một bảng đấu này sẽ thi đấu là 6 trận ở trên sân khách, 3 trận trên sân khách và 3 trận ở trên sân nhà. Vậy là ở trong trận đấu đêm ngày hôm nay thì sẽ khép lại cái loạt trận lượt đi, và chúng ta sẽ còn chờ đợi ở cái loạt trận lượt về nữa, thì còn rất nhiều cơ hội, còn tới 4 trận đấu nữa. Cả trận đấu ngày hôm nay là còn tới 4 trận đấu nữa để cho các đội bóng lớn có thể cải thiện được cái vị trí của mình ở trên bảng xếp hạng của từng bảng đấu này. Thế nên chắc chắn rồi, từ trận đấu ngày hôm nay thì những đội bóng lớn người ta sẽ bùng sức và sẽ có những cái thử nghiệm mới lạ hơn và mang lại những cái cảm giác tốt cho anh em hơn. Ở ngày hôm qua thì cái bảng đấu của các thủ Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Séc cũng như là Thụy Sĩ, thì sau những ngày đầu Séc có tạo nên nhiều bất ngờ, thế nhưng trong thời điểm hiện tại thì Bồ Đào Nha đã quay trở lại với vị trí đầu bảng với 7 điểm, Tây Ban Nha cũng đã có 5 điểm
và Séc ở vị trí thứ 3 với 4 điểm. Còn ở trong bảng đấu này thì Đồng Hồ Thụy Sĩ đã chính thức gần như không còn một chút cơ hội nào nữa khi trong thời điểm hiện tại 3 trận đấu đã qua và họ đang âm 6 bàn, không có bất cứ một điểm báo nào cả. Lịch sử đối đầu cũng như là cái phong độ gần đây của các cầu thủ Áo cũng như là các cầu thủ Pháp thì trong 6 trận đấu gần đây các cầu thủ Áo đang có chuỗi trận 3 thắng, 1 hòa cũng như là 2 thua. Pháp thì chỉ để thua một trận duy nhất ở trong 6 trận đấu gần đây mà thôi. Và đặc biệt đó chính là các cầu thủ Pháp đã có một cái chuỗi trận liên tiếp lên tới con số 12 trận bất bại ở trên sân khách rồi. Liệu rằng con số đó có nâng lên được con số 13 trong trận bóng đêm ngày hôm nay không? Lịch sử đối đầu thì trong tổng 6 lần đối đầu gần đây hai đội không có bất cứ một kết quả hòa nào và chúng ta có 5 chiến thắng cho các cầu thủ Pháp và các cầu thủ Áo duy nhất chỉ giành một chiến thắng từ năm 2008 ở Euro thôi. À ở World Cup các bạn nhé, World Cup. Những trận đấu gần đây thì chúng ta cũng đã quá quen thuộc rồi, không phải nhắc lại nữa, thì những chiến thắng cũng như là những trận thua của cả hai đội đều có ở trên cái hiển thị màn hình đây rồi. Quan tâm nhất của chúng ta ở trong thời điểm hiện tại đó chính là cái đội hình ra sân dự kiến cũng như là dự đoán một cái đội hình ra sân chính thức của cả hai đội ở trong trận bóng đêm ngày hôm nay. Thì trong trận bóng đêm ngày hôm nay trên màn ảnh anh em thì đây sẽ là cái đội hình của cả hai đội ở trong trận bóng này. Thì các bạn có thể dễ dàng nhận thấy những cái tên ở cả hai bên đội tuyển Áo cũng như đội tuyển Pháp. Về phía Pháp thì chúng ta có rất nhiều những cái tên mà đáng chú ý như là Antoine Griezmann, Benzema hay là Mbappe. Còn về phía các thủ Áo thì chắc chắn anh em đã theo dõi bóng đá nhiều thì anh em đều có thể nhận ra đó là trung vệ đội trưởng David Alaba, một trong những cái đầu tàu gánh vác trọng trách trên vai của đội tuyển Áo này. Ngày hôm nay thì về phía các thủ Áo họ sẽ khả năng đầy đủ 100% lực lượng vì là cái chấn thương nhẹ của Philip Rehas thì đang bỏ ngỏ khả năng ra sân của anh. Còn về phía các thủ Pháp thì Kanté cũng như là Mbappe đang gặp một chút về thể lực cũng như là chấn thương khá là nhẹ, thế nên là trong trận bóng này thì họ vẫn có thể ra sân. Thiếu vắng duy nhất của Pháp trong trận bóng ngày hôm nay thì đó là vị trí của Raphaël Varane do là chấn thương, nên là trong trận bóng này thì trung vệ của Manchester này không thể ra sân được. Nhìn vào cái đội hình ra sân dự kiến của cả hai đội ở trong trận bóng đêm ngày hôm nay khi mà Áo sẽ ra sân với cái sơ đồ chiến thuật 3-4-1-2, còn các cầu thủ Pháp cũng tương tự như vậy. Thế nên cái đội hình này là một trong những đội hình khá là chiều sâu và chắc chắn là những cái đội hình kiểu dạng như là đội tuyển Pháp cũng như đội tuyển Áo áp dụng cái sơ đồ chiến thuật như thế này thì khả năng mà có một cái kèo góc ở trong ngày hôm nay là khó các bạn nhé. Một cái kèo tài góc trong trận bóng ngày hôm nay là khó. Chúng ta phân tích về tuyến trung vệ, tiền vệ cũng như là hậu vệ, trung vệ, tiền vệ cũng như là tiền đạo của cả hai bên. Thì về phía các cầu thủ Pháp thì đang nhỉnh hơn về hai tuyến đó là tiền vệ cũng như là tiền đạo. Còn về hàng thủ thì chắc chắn rồi, vị trí của Stéphane Post cũng như là Maximilian Gosper cũng như là David Alaba đều đang có một cái phong độ khá là ấn tượng, không thua kém gì so với lại Kim Pepe, Lucas Hernandez hay là vị trí của Kode. Còn hàng tiền vệ thì tuy rằng là hàng tiền vệ của các cầu thủ Áo đang không có một cái chất lượng tốt hẳn so với lại hàng tiền vệ của Pháp, với những Antoine Griezmann, với những lại Jonathan Clau hay là Theo Hernandez, nhưng mà họ lại có một cái phong độ cực kỳ ấn tượng khi mà trong hai trận đấu gần đây họ đang thể hiện khá là tốt với những cái điểm cộng lên tới 7,35 như là vị trí của Sabitzer này hay là Sager đều đang có một cái phong độ khá là ấn tượng, đặc biệt là cái tiền đạo của họ. Vị trí của Arnautovic cũng đang có một cái phong độ khá là ấn tượng. Và liệu rằng ở trong trận bóng đêm ngày hôm nay, Karim Benzema có còn thể gánh vác được toàn bộ những người em của mình nữa hay không? Tại vì nếu như trong trận bóng này mà Pháp không thể giành được chiến thắng nữa thì họ sẽ nói lời chia tay sớm với lại cái giải đấu này. Tuy rằng nó là một giải đấu giao hữu, nó là một cái giải đấu không quá quan trọng đối với tất cả các đội tuyển, thế nhưng với cái tự ti, với cái niềm kiêu hãnh của gà trống thì liệu rằng ở trong trận bóng ngày hôm nay họ sẽ có một cái chiến thắng vùi dập các cầu thủ Áo ở ngay trên sân nhà của Áo hay không. Chúng ta sẽ chuyển đến cái tỷ lệ kèo ở trong thời điểm hiện tại thì nhà cái đang đẩy một cái tỷ lệ kèo như thế nào có hợp lý để cho anh em chúng ta có thể lựa chọn và đi kèo trong trận bóng đêm ngày hôm nay hay không.
Trên màn ảnh anh em thì đang là cái tỷ lệ kèo của thời điểm hiện tại khi mình làm video là khoảng hơn 1 giờ chiều, 1 rưỡi chiều. Ở tỷ lệ kèo chấp của trận Áo và Pháp thì đó là các cầu thủ Pháp chấp các cầu thủ Áo là 0,75 và tài xỉu trận bóng này chỉ là tài xỉu 2.5 mà thôi. Trong hiệp 1 thì chấp 0,25 và tỷ lệ ăn tiền cũng ngang ngửa. Tài hiệp 1 là một hòa. Ở trong trận bóng này thì mình đã suy nghĩ nhiều hơn đến một trận đấu bùng nổ dành cho cả hai đội bóng. Pháp thì nếu như họ không thắng thì họ cũng không còn gì để mất, họ cũng không còn cái cơ hội để thử nghiệm những cái lực lượng, những cái cầu thủ trẻ của mình nữa. Thế nên trong trận bóng này họ cần phải có một chiến thắng và có điểm số để cho cái lứa cầu thủ của mình có nhiều cái lựa chọn hơn, có nhiều cái thay đổi hơn, và đặc biệt là những huấn luyện viên họ có nhiều cái thử nghiệm mới hơn ở trong những cái trận đấu tiếp theo. Thì sẽ là một trận đấu bùng nổ của cả hai đội bóng và khả năng sẽ có một cái trận đấu nổ tài trong trận bóng ngày hôm nay với một kết quả có lợi dành cho các cầu thủ Pháp. Anh em có thể đi cho mình những cái mã tỷ số 2-1 cho Pháp, 3-0 hay là 3-1 cho Pháp anh em nhé. Đó, ba cái mã tỷ số này 2-1, 3-0 và 3-1. 21 chỉ ăn có 7,6 lần thôi, 30 ăn 13 lần và 31 thì ăn tới 14 lần. Góc thẻ ở trong trận bóng này thì trong thời điểm hiện tại với một cái kèo tài góc 8.5 cả trận thôi, đây cũng không phải là một cái điều quá bất ngờ. Khi mà lúc nãy mình cũng đã phân tích rồi, với hai cái sơ đồ chiến thuật 3-4-1-2 như vậy thì tỷ lệ mà để nổ một cái kèo tài góc trong trận bóng ngày hôm nay cực kỳ là khó. Và anh em cũng không nên bet kèo xỉu ở ngay trong thời điểm hiện tại, hãy để trái bóng lăn. Thế cục trận đấu nó diễn ra một cách ổn định, ok thì anh em hãy biết chúng ta nên bắt kèo tài góc hay xỉu góc. Thẻ trong trận bóng này thì mình cũng không nhận định. Thế nhưng có một cái kèo mà anh em có thể đi được nữa, đó chính là kèo 15 phút. Thì trong trận bóng này mình đoán chắc là khả năng ở trong cái thời gian 30 phút đầu trận sẽ có bàn thắng. 30 phút đầu trận sẽ có bàn thắng. Anh em đi có thể là gấp đầu tiên, anh em đi cái tài cái rung trong 15 phút đầu, nếu như không nổ anh em có thể gấp đôi hoặc là gấp ba cái quả rung ở 15 phút đầu tiên này lên ở cái khoảng thời gian đó là 15 phút giữa. Từ phút 15 đến phút 30 thì nó trong khoảng 30 phút đấu đầu tiên của trận Pháp và Áo này sẽ có bàn thắng anh em nhé. Quay trở lại với lại kèo bóng chính của trận đấu ngày hôm nay thì chắc chắn rồi, cái lựa chọn một trận đấu như thế này thì anh em có thể hoàn toàn tin tưởng vào các thủ Pháp cũng như là một cái kèo tài ở trong trận bóng đêm ngày hôm nay. Đấy, làm Pháp một ăn nửa, ăn 9.60 và một cái kèo tài 2.5 ăn 1.01 nhé các bạn nhé. Đó thì trên đây là hai cái kèo bóng chính mình để cho mọi người trong trận bóng đêm ngày hôm nay. Anh em nào muốn nhận thêm nhiều kèo bóng hơn nữa, muốn có một cái trang bóng chơi uy tín và nạp rút tiền trực tiếp qua thẻ ngân hàng thì hãy kết bạn qua Zalo hoặc Telegram với mình. Sau đó thì nhắn tin cho mình sẽ đưa các bạn vào nhóm và hướng dẫn các bạn chơi ở trên trang. Video này thì mình sẽ xin phép dừng lại ở đây thôi. Một lát nữa thì mình sẽ tiếp tục lên cho các bạn cái video của Đan Mạch gặp Croatia bên kênh mới của mình. Thì anh em hãy luôn luôn theo dõi, đón xem cả hai kênh của mình. Hãy để lại cho mình một like, một share và các bạn đừng quên đăng ký kênh của mình để có thể nhận được mọi cái thông báo từ kênh của mình các bạn nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những cái video tiếp theo.